dụ như là anh Dương Công Minh là chủ tịch tập đoàn Kim Lan, ví dụ như là anh Hồ Xuân Năng chủ tịch tập đoàn Kem, ví dụ như là bộ trưởng thông tin truyền thông với Mạnh Hùng cũng tốt nghiệp từ chương trình MBA của chúng ta, và anh Khang chủ tịch tập đoàn MK. Tôi không kể hết tại vì tôi không vì nhiều gương mặt quá không nhớ được hết, thì gương thì nhớ tốt hơn tôi. Thì phải nói là đây là business school đầu tiên của Việt Nam. Bây giờ các bạn trở lại lịch sử, các bạn tra Google cái từ business school, các bạn sẽ thấy business school trong một trường đại học đầu tiên của Việt Nam là tại trường đại học Kinh tế Quốc dân, là chính là viện quản lý kinh doanh. Và những thời kỳ ấy tôi có thắc mắc mà tôi bảo là thầy Sàn, thầy Sàn là một viên trưởng đầu tiên rất rồi. Tức là tôi hỏi thầy Sàn tại sao mình là viện quản lý kinh doanh, mình là gì? Business school, một trong hai cái tên là sai. Business school là đúng, chứ mình gì là trường quản lý kinh doanh mình viết. Nhưng mà chúng ta thì vẫn quen là liên quan theo văn cũ, văn cũ từ năm 1992 đến nay bây giờ vẫn thế. Thế tên cũng không quan trọng được, chính quan trọng cái chất trong đó. Việc quản trị kinh doanh trong nhiều thế hệ lãnh đạo, và hiện nay là có giáo sư tiến sĩ Lê Thị Lan Thư là nói rằng là liên tục đổi mới, một trong những đơn vị liên tục đổi mới trong trường đại học Kinh tế Quốc dân là việc quản trị kinh doanh, không chỉ đổi mới trong việc đào tạo cái chương trình cho họ mà còn đổi mới trong cái chương trình đào tạo đại học BBA là đào tạo về quản trị kinh doanh và đại học bằng tiếng Anh lần đầu tiên tại Việt Nam là được thực hiện đại diện quản trị kinh doanh trường đại học Kinh tế Quốc dân. Đã có rất nhiều tháng rồi và phản hồi của thị trường lao động thì các em sinh viên ngay từ năm thứ ba đã có việc làm rồi. Các em sinh viên ngay từ năm thứ ba đã có đại học có việc làm rồi. Năm thứ tư thì hầu hết các em trường có việc làm tốt. Và khi ra trường, các em có một vị thế vững chắc trên thị trường lao động Việt Nam. Tôi qua điều tra thị trường lao động sinh viên tốt nghiệp thì tôi đã rất rõ là đối với cái hợp tác với trường đại học Andrew của Mỹ thì tôi thấy đây là một bước đi rất sáng tạo, đấy là rất là đầy thách thức đấy, bước đi táo bạo cũng là sáng tạo, không chỉ là sáng tạo mà là táo bạo của việc quản trị kinh doanh. Như tiến sĩ Trần Việt Anh nói, tôi được vinh dự cùng với tiến sĩ Trần Việt Anh và phó giáo sư Lê Thị Lan Hương sang thăm trường cách đây hơn 2 năm, làm trưởng về đề truyền thông, có kinh nghiệm giảng dạy MBA và được công nhận là chuẩn quốc tế, đã đào tạo 130 chương trình đại học và 70 chương trình sau đại học ở Mỹ mà. Nhưng mà cái chính là và mang trong tôi và tạo lại cho tôi một cái kỷ niệm và một hình ảnh tôi không bao giờ quên đối với trường đại học Andrew, chính là cái sự thân thiện và tình cảm tâm và nền tảng cho một mối quan hệ hữu nghị mới trong thời gian tới. Chúng ta đã có được sự ủng hộ về tài chính, về chương trình của trường đại học Fenica, của trường đại học Andrew, và chúng ta còn có được sự ủng hộ về mặt tấm lòng. Không biết là chương trình của mình có được sang Andrew hay không? Có, các đồng chí sẽ thấy mà, các đồng chí thấy tình cảm của cán bộ giáo viên giảng viên của trường Andrew đối với sinh viên Việt Nam như thế nào, người rất trân trọng, người quan trọng, quý mến. Thì trong cái bối cảnh phát triển các cái chương trình MBA, ngay cả những chương trình MBA liên kết quốc tế rất khó khăn trong Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh của Việt Nam, nhưng mà tuy nhiên thì rất may mắn cho trường đại học Kinh tế Quốc dân và trường đại học Hàng không là chúng tôi tìm được một đối tác, đấy chính là tập đoàn Fenica của anh Hồ Xuân Năng. Anh rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ khi đọc quyết định danh sách học viên của tập đoàn Fenica tham gia lớp học này. Thì tôi có nói với anh rằng là học viên của mình không thế. Đấy chính là thách thức của chương trình với anh Tuấn Anh, với chị Hương. Thách thức của chương trình chúng ta là các đồng chí đều có là những cán bộ lãnh đạo ở các cấp khác nhau, có kinh nghiệm. Thì vậy thì phương pháp giảng dạy, vậy thì nội dung giảng dạy của chúng ta cần như thế nào để làm sao cho cái thời gian mà anh chị bỏ ra để theo học chương trình này không phải là thời gian uổng phí mà là thời gian thực sự hữu ích. Và sau một năm rưỡi học tập chúng ta sẽ thấy được cái giá trị tăng thêm của chương trình, chứ không phải chỉ là tấm bằng. Chúng ta sẽ có được tấm bằng của trường Andrew, của trường danh tiếng,
được kiểm định bởi hệ thống kiểm định của Mỹ. Thì tôi nghĩ cái quan trọng bằng cái giá trị tích cực nằm đằng sau cái bằng đó mà các anh chị tích lũy được. Vì vậy, thay mặt cho nhà trường chúng tôi lần nữa xin thứ nhất là trước hết xin chân trọng cảm ơn trường Andrew đã luôn luôn tận tâm đồng hành cùng nhà trường trong thời gian vừa qua phát triển chương trình. Xin trân trọng cảm ơn anh Hồ Xuân Đăng cùng tập đoàn Tenneca đã tin tưởng trường đại học Kinh tế Quốc dân bên mảng kinh doanh và trường đại học Andrew để chúng ta mở được cái khóa học này. Đây là khóa học rất đặc biệt và chúng tôi tin chắc rằng một khi các anh chị chúng ta đã cam kết theo đuổi chương trình này, chúng ta hãy đầu tư vào thời gian. Đầu tư vào thời gian là mất đi cơ hội để các anh chị làm việc khác, đó là chi phí cơ hội của quyền tay phải làm việc khác. Thì chúng ta hãy đầu tư một cách thực sự xứng đáng để làm sao cho cái việc học của mình thực sự là có hiệu quả. Và chúng tôi mong muốn những kiến thức mà các anh chị thu được từ khóa học này sẽ thực sự đóng góp cho công việc chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn. Và nếu được thì đối với các thế hệ cán bộ tiếp theo của tập đoàn Tenneca, chúng tôi vẫn luôn luôn rộng mở cánh cửa để tiếp tục hợp tác với tập đoàn Tenneca trong các cái chương trình hợp tác tiếp theo. Xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe và chúc các bạn học viên tham gia đóng học sức khỏe thành công. Và tất cả các bạn học viên của chúng ta sau khóa học đều nhận được kết quả và đặc biệt cái giá trị kiến thức của chúng ta năm nay.